hay ăn, lười làm. Mới chợp mắt có tí mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Đói quá, phải đi kiếm miếng gì bỏ bụng thôi. Anh kia đi kiếm việc làm thuê hả? Ruộng lúa nhà ta đang thiếu người gặt, có muốn nhận việc không? Ta trả cho 5 đồng công. Ôi trời, tôi đang đói lả ra đây, tay chân bủn rủn, giờ mà đi làm thuê cho nhà ông có mà ngất lả ra đấy. Không làm thì lấy đâu ra cái mà ăn? Làm gì thì làm, chứ bảo mình đi gặt lúa thuê cho lão phú ông hách dịch kia có mà. Thà mình chịu đói còn hơn, è lưng ra làm thuê cho lão, trả được 5 đồng. Chào anh hai, chị hai. Chú Năm đó à, chú đi đâu thế? Nhà em túng quá, từ qua đến giờ không có gì bỏ vào bụng. Em đói sắp ngất rồi. Sao cái thân tôi lại khổ thế này cơ chứ? Trời ơi là trời. Thế chú dạo này làm gì rồi? Việc khó thì em làm không được, còn mấy việc nặng nhọc quá thì em làm gì có sức mà làm. Cái số của em đúng là hẩm hiu, cái gì đen đuổi đổ hết lên đầu em. Em chán lắm rồi anh chị ạ. À, vào đây, tiện thể nhà anh cũng chuẩn bị ăn trưa. Vào đây ngồi với anh, mình xuống nhà dọn mâm lên nhé. Chú Năm à, chú cũng lo kiếm đường mà làm ăn đi. Cứ lông bông mãi như thế này không được, cũng phải lo làm lụng, dành dụm mà lấy vợ nữa chứ. Em cũng muốn thế lắm chứ, nhưng anh xem, cái số em nó thế, muốn làm ăn tử tế cũng không có vốn. Chứ em mà có vốn trong tay á, thì chắc chắn em sẽ giàu lên nhanh chóng thôi. À, hay là anh chị có điều kiện thì giúp em, cho em vay một số tiền vốn làm ăn, sau này khấm khá em sẽ trả cả vốn lẫn lời. Tiền bạc á, thì anh chị cũng không có dư giả gì. Nhưng mà được rồi, anh chị sẽ cho chú vay một con trâu và một đàn gà. Với trâu và gà, nếu chú biết chăm chỉ làm ăn thì số sẽ khấm khá lên thôi, chả mấy mà thành công. Ôi, đội ơn anh chị, nhất định em sẽ làm ăn tử tế, trả nợ anh chị cả vốn lẫn lời. Tất cả là thật, không phải mơ. Số mình thế mà hên, từ nay thì khỏi phải đi chăn trâu cho lão phú ông rồi. Nhân vận may hiếm có này, mình phải thịt con gà béo này để ăn mừng mới được. Gà này ngày một gầy, càng nuôi càng gầy, lại mất giá mất. Mà gà nuôi cũng để ăn, đang đói, ăn luôn cho nhanh. Kha kha, giờ thì còn ai sướng bằng ta, ngày nào cũng có gà để ăn. Chết rồi, mấy ngày nay quên không cho con trâu ăn, không biết có sao không nữa. Cái gì thế này? Mới có một tuần không ăn mà mày đã... Chắc phải bán trâu thôi, xem vớt vát được đồng nào. Ôi, đói quá. Nhà hết cái ăn rồi, giờ trâu cũng không còn, gà cũng hết. Tiền bán trâu ăn được mấy bữa chả bỏ. Đói chả có gì bỏ bụng làm sao đây? Chắc muối mặt sang nhờ anh hai giúp nữa thôi. Thế là sao? Trâu gà đâu hết rồi chú Năm? Em mấy hôm đói quá, em làm thịt mấy con gà ăn tạm, rồi thì mới có mấy hôm quên cho trâu ăn mà nó đã... Giờ em đói quá. Đến nước này thì chú không thể đổ lỗi cho số phận được rồi. Chú đã có một con trâu, một đàn gà. Nếu chăm chỉ ra, tới giờ đã sắp có trứng gà bán rồi, rồi ít nữa có cả ngé con. Tôi đã giúp chú cái cần câu, vậy mà chú vẫn ỷ lại, lười biếng hết thuốc chữa. Xin lỗi chú, chúng tôi có giúp chú thế nào cũng vô nghĩa mà thôi. Chú về đi. Anh ơi, sao lại thế chứ? Nhanh lên em. Anh ơi, đi thôi kẻo muộn. Alo, mẹ à, con nghe đây. Có chuyện gì mà mẹ lại gọi con sớm thế ạ? À, mẹ gọi báo với con.
chiều mẹ lên thăm các con. Ra bến xe đón mẹ nha. Xe đến bến khoảng 1 giờ rưỡi tới 2 giờ chiều con à. Ờ, vâng. Hôm nay con bận đi tiếp đối tác. Để con bảo nhà con với mẹ. Ờ, mẹ tưởng chiều thứ bảy con được nghỉ làm mà. Hôm nay con có việc đột xuất nên không nghỉ được mẹ à. Ừ, thế bảo cái Lan đón mẹ cũng được. Vâng, con chào mẹ à. Gì thế anh? Mẹ lên hả? Nhưng hôm nay em có hẹn với bạn rồi, không bỏ được đâu. Anh cũng phải tiếp khách quan trọng. Thôi, em hẹn bạn lần khác đi. Ơ hay, em không hủy hẹn được đâu. Bạn em nhiều năm mới về nước, lâu rồi chúng em mới gặp nhau. Hay em hẹn bạn ngày mai đi. Không được, mai chủ nhật còn phải đưa con đi học lớp năng khiếu chứ. Em không biết đâu, anh tự thu xếp đi. À, hay là mình nhờ cậu xe ôm hay đứng đầu ngõ nhà mình ấy, đón mẹ về nhà thế là xong. Ừ nhỉ, ý kiến hay đấy. Mình đi qua đó nhờ cậu ta thôi. Bác ơi, bác có phải mẹ của anh Huy, chị Lan không ạ? Ờ, cậu là... Anh chị ấy có việc bận nên nhờ cháu đón bác đấy ạ. Là người quen nên bác đừng lo. Ừ, thế ta về thôi. Vâng ạ. Chà, đẹp quá. Phố xá ngày càng đẹp cậu nhỉ. Vâng ạ. Kia là nhà gì thế hả cháu? Dạ, đó là bảo tàng ạ. Bác vào đó lần nào chưa ạ? Ờ, bác chưa vào. Ơ, thế vợ chồng anh Huy không đưa bác đi thăm thành phố ạ? À, lần nào lên thăm, chúng nó cũng báo là bận với không có thời gian, nên bác chỉ ở nhà chơi với mấy đứa trẻ con rồi về quê thôi. Cũng muốn đi thăm đây đó, về còn có chuyện mà kể với mấy ông bà hàng xóm, nhưng chúng nó bận nên bác cũng không phiền tới chúng. Vâng, cháu đang đợi khách ở gần nhà anh chị ấy. Thế anh chị ấy cũng bận lắm. À, vậy hả? Thế nhà cháu có gần nhà thằng Huy không? Dạ gần bác à. Hồi trước cháu với mẹ sống ở ngay ngôi nhà 3 tầng đối diện nhà anh Huy ấy. Còn bây giờ mẹ cháu mất rồi, nhà cũng bán đi. Cháu sống ở ngôi nhà nhỏ trong ngõ. Ờ, mẹ cháu... Mẹ cháu mất rồi ạ. Giá mà mẹ cháu còn sống thì mẹ cháu muốn đi đâu, cháu đưa mẹ cháu đi liền. Ngày xưa cháu làm mẹ cháu khổ nhiều bác à. Thôi, mẹ cháu biết được tâm lòng của cháu thế này là quý rồi. Để cháu chở bác đi thăm phố xá luôn nha. Có mấy khu di tích của thành phố cũng nên vào thăm ạ. Vậy thì bác cháu ta đi thôi. Rồi. Ừ, cậu về rồi hả? Bà cụ với vợ cậu vẫn chưa thấy về ạ. Làm gì mà giờ này vẫn còn chưa về nữa? Anh về sớm hơn cả em cơ à. Mẹ đâu rồi anh? Ờ, anh tưởng em về sớm rồi đưa mẹ đi chơi. Anh không nhớ là hôm nay em có hẹn với bạn hả? Sao em về sớm được? Ây, chết thật. Đã nhờ cậu xe ôm đi đón mẹ thế mà. Hay là cậu ta đưa mẹ chạy vòng vòng rồi về đòi thêm tiền? Mất tí tiền xe cũng không sao. Chỉ sợ nếu nó có ý đồ xấu, cũng có thể nó định giấu mẹ đi rồi tống tiền vợ chồng mình. Cũng có thể. Cậu ta trước kia có tiền án nữa cơ mà. Cậu kia, cậu đưa mẹ tôi đi đâu giờ mới về? Mẹ, mẹ có sao không? Cậu ta có làm gì mẹ không? Tôi tưởng cậu là người tử tế, không ngờ cậu đưa mẹ tôi đi là có ý đồ gì. Hai đứa có thôi đi không? Mẹ, cậu ấy không có ý đồ gì cả. Cậu ấy có lòng tốt, muốn đưa mẹ đi thăm thành phố cho biết đây biết đó. Chứ mẹ ra đây bao nhiêu lần rồi, mà có đi tới đâu đâu. Vậy thì mẹ cũng phải báo với con một tiếng chứ. Mẹ gọi cho hai đứa, nhưng mà có đứa nào nghe máy đâu. Thôi chết, con tiếp khách nên để điện thoại ở chế độ im lặng. Còn em thấy số điện thoại lạ nên cũng không nghe máy. Xin lỗi cậu. Chúng tôi hiểu lầm cậu rồi. Cũng tại lo cho mẹ quá nên cậu bỏ qua cho nha. Không sao đâu ạ. Hôm nay em cũng rất vui vì được chở bác đi chơi.
em có cảm giác như chở mẹ em đi vậy. Vậy mai mốt tôi lại nhờ cậu đưa đi nha. Ấy chết, mẹ phải để chúng con đưa đi chứ ạ. Em nhỉ? Đúng rồi mẹ ạ. Ngày mai cả nhà chúng ta sẽ cùng đi chơi mẹ nhé. Cái con bé này, mê gì không mê, sao lại mê cái thứ sang trọng xa xỉ đó chứ. Cúc ơi, Cúc. À, cha đã về. Quà cho con nè, chúc con sinh nhật vui vẻ. Còn cái này nữa, cha nghĩ là con sẽ thích nó. Cái gì vậy cha? Trời, một cây đàn ạ? Ừ, nó chỉ là một cây đàn cũ thôi, nhưng mà tốt lắm con. Con cảm ơn cha. Con sẽ tập chơi đàn thật hay cho cha nghe nhé. Này các cậu, đã chuẩn bị hết cho ngày lễ tốt nghiệp chưa? Tớ đã chọn được bài biểu diễn rồi. Ngày hôm đó, ba mẹ tớ từ Paris sẽ bay về Việt Nam để cổ vũ cho tớ nữa đấy. Ba mẹ tớ là bác sĩ nên cả ngày bận suốt. Nếu hôm đó không bận thì mới đến được. Nghe nói ba Cúc ở dưới thị trấn đúng không? Hôm đó ba cậu có đến không? Mình cũng không rõ. Nếu để các bạn biết được ba mình làm thợ chở than thì mình còn mặt mũi nào nữa? Cha, hôm nay được ba mẹ Liên từ Pháp về mời đi ăn nhà hàng thích quá đi. Lần đầu tiên tớ được vào nhà hàng sang trọng thế này đấy. Có gì đâu, ba mẹ tớ cả năm rồi mới về Việt Nam mà. Mà sao Cúc lâu đến thế nhỉ? Sắp muộn giờ rồi. Trời ơi, chiếc váy của tôi. Bác xin lỗi, bác không cố ý. Bác làm hỏng chiếc váy của tôi rồi. Giờ tôi phải làm sao vào nhà hàng để giữ tiệc đây? Bác lùi ra xa đi. Người bác bẩn thỉu nhem nhuốc thế kia, làm bẩn thêm chiếc váy của tôi bây giờ. Thôi Liên, vào bên trong dội nước cho sạch đi. Đi thôi. Alo, cha à? Cúc hả con? Cuối tuần này con có về nhà được không? Ba sẽ chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn, toàn những món con thích. Ba ơi, cuối tuần này con bận rồi. Con còn phải luyện đàn nữa. Khi nào con về được, con sẽ gọi cho ba nha. Mà con nè, thứ ba tuần sau con có nhớ là ngày gì không? Cúc ơi, nhanh lên, các bạn đang chờ kìa. Ba ơi, con bận rồi. Con phải đi ngay, kẻo bạn chờ. Con sẽ gọi lại cho ba sau nha. Hóa ra hôm nay là lễ tốt nghiệp. Vậy mà... Chúc mừng Hoàng Cúc nhé. Chúc mừng cậu đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp. Thật là ghen tị quá đi. Hoàng Cúc, có một bác gửi cho cậu bó hoa này. Cúc vàng ư? Chẳng nhẽ... Cha, cha ơi. Con gái, hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của con. Cha muốn tự tay tặng con đóa cúc vàng mà con yêu thích như gần 20 năm nay cha vẫn làm. Cha đợi con trở về nhà, cha con mình sẽ cùng nhau làm một bữa tiệc sinh nhật thật ấm cúng con nhé. Cha. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.